dạ con thỉnh sư Nguyên Thông cầm mic ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Thà, dạ có lẽ sư Nguyên Thông không có trước máy, con xin điện khuyết ạ. Dạ nếu sư nghe sư cho con một tín hiệu. Hôm nay dạ con cho con chưa có kịp mà ở trang Nhật Hành. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Thà Thanh Má trên Bao Tháp 12 giờ giờ Việt Nam mùa đông, từ 8:30 đến 10:30 tối và hiếu tên từ 7:30 đến 9:30 sáng giờ New York, 8:30 đến 10:30 sáng Cali, từ 5:30 đến 7:30 sáng Paris, từ 2:30 đến 4:30 chiều Sydney, từ 11:30 tối đến 1:00 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564, giáp trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 68, Kinh Nala Ca Ba Đá, Nala Ca Ba Ná Xuất Tá, phân đoạn 326 đến 327, do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, phân đoạn chú thích, tỳ kheo Giác Đẳng, giảng sư tỳ kheo Pháp Đăng. Để mở đầu chương trình, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính nhân bích đến sư và con cung thỉnh sư Nguyên Thông tiếp tục ạ. Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Dạ con cung thỉnh cảm ơn sư phụ Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái. Dạ bây giờ tiếp tục chương trình, con xin đọc kinh bài kinh hôm nay. Và bài học hôm nay là bài 69 kinh Gulisani Sutta, phân đoạn 326-327. Tên bài kinh lấy từ tên một tỳ kheo Gulisani, do vị này mà bài kinh được tôn giả Sariputta
Dạ, con xin phép bỏ mít sư Minh Thâm xuống mà sư chưa thỉnh ngài Tỳ Siêu dẫn nhập mà sư đã đọc bài. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thánh Phật, đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một vị tỳ kheo sống ở rừng khi mà đi vào hội chúng tăng có những cách cư xử nó không phải phép. Khi đó tôn giả Sariputta dân buổi thuyết pháp đến các tỳ kheo, tôn giả đã dạy cho các tỳ kheo về 17 cái tánh hạnh. Một vị tỳ kheo sống ở rừng phải có để người ta không có khiển trách, là vì đó sống ở rừng núi không có học, không có hiểu pháp, không có cư xử cho đúng pháp đúng luật. Và rồi tôn giả Mokkhalana ngài đã hỏi tôn giả Sariputta, vậy thì 17 cái đức tính này đối với vị tỳ kheo sống ở làng, ở thành có cần phải thực hành hay không? Thì tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo sống ở rừng núi còn phải thực hành theo 17 pháp này, huống hồ là một vị sống ở làng, ở thành. Cho nên nếu mà chúng ta có dịp những cái bài kinh đại loại như vậy, chúng ta liệt kê xếp lại thành một cái danh mục những pháp một vị tỳ kheo cần phải có. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất hay, thưa quý vị, điều rất hay. Và nhất là đối với một vị tỳ kheo sống ở rừng, ở núi, ở những nơi thanh vắng, những nơi vùng sâu vùng xa đó, vì nó cần phải biết những cái pháp đó. Chỉ biết những pháp để chúng ta tu tập cũng đủ để làm cho các bạn đồng phật hạnh quan hỷ rồi. Bài học, bài kinh hôm nay là bài kinh Quý Sanh Ý. Bài kinh này sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ thì xin kính thỉnh Sư Vi Thông đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính cảm ơn sư bá đã dẫn nhập bài kinh. Bây giờ con xin đọc bài kinh số 69, kinh Ulisani.
tên bài kinh lấy từ một tên của một vị tỳ kheo thầy Đa Ni. Do vị này mà bài kinh được tôn giả Sariputta giảng dạy. Thầy Uddhisa Ni, một vị đầu đà sống trong rừng, nhưng đến khi đến với tăng chúng thì có sự cư xử thiếu hòa nhã. Nhân sự kiện này, tôn giả Sariputta đã giảng cho chư tỳ kheo nghe rằng một vị sống ở trong rừng cần phải có tư cách thực tu, thực chứng để người khác không lấy đó mà phủ nhận giá trị của đời sống tịnh cư trong rừng núi. 326. Những pháp cần có của một vị ẩn lâm. Sống trong rừng không phải, không có nghĩa là đời sống phóng túng, không quy củ, mà trái lại cần thể hiện sự tự chế bản thân qua tư cách, kiến văn và sự tu chứng. Ngài nêu lên cụ thể có 17 pháp, các dấu chấm sau mỗi câu, từ câu số 2 đến câu số 16, chữ cho sự lặp đi lặp lại. Nói nếu thiếu những pháp ấy thì sẽ làm đề tài cho người khác chỉ trích cái hạnh ẩn lâm, kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha Veluvana, tại Kalantha Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc, lúc bây giờ thì kheo Gulisani là vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa tăng chúng do một vài công vụ. Ở đây tôn giả Sariputta nhân vì tỳ kheo Gulisani bảo các tỳ kheo: này chư hiền, tỳ kheo sống ở trong rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng cung kính các đồng phẩm hạnh. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng không biết tôn trọng cung kính các vị đồng phẩm hạnh, thời có người sẽ nói vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả ấy lại không tôn trọng, không cung kính các đồng phẩm hạnh. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng cung kính các vị đồng phẩm hạnh. Số 2. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng ta sẽ ngồi, không có chiếm lấy chỗ ngồi của các vị thượng tọa tỳ kheo, không có trục xuất chỗ ngồi của các vị niên thiếu tỳ kheo. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, không biết khéo xử về chỗ ngồi, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không biết hành động như pháp. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng tăng phải biết khéo xử về chỗ ngồi. Số 3. Này chư hiền, tỳ kheo sống núi, đến trú giữa tăng chúng, không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chư tăng, nếu nào có tốt gì nếu tôn giả này là bị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại đi phi thời giờ quá nhiều và xử như vậy? Đối với tăng chúng, sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn. Số 5. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng, không nên trạo cử dao động. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa tăng chúng mà trạo cử dao động, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại trạo cử dao động quá nhiều và xử sự như vậy? Đối với tăng chúng,
sẽ có người vì bị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rìa núi đến trú giữa chúng tăng không nên trạo cử dao động. Số 6. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở giữa rừng núi đến trú giữa tăng chúng không nên nói nhiều lời, nói quá tạp nhạp. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa tăng chúng nói nhiều lời và nói tạp nhạp, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống trong rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả lại nói nhiều lời và nói tạp nhạp, sẽ có người nói về vị ấy như sau. Như vậy, do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa tăng chúng không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Số 7. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở giữa rừng núi đến trú giữa tăng chúng phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở giữa rừng núi đến trú giữa tăng chúng là người khó nói và là người ác hữu, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có gì tốt nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống ở một mình ở trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại khó nói và là người ác hữu, sẽ cứ người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa tăng chúng phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Số 8. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở giữa rừng núi cần phải thủ hộ các căn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không thủ hộ các căn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không thủ hộ các căn, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ các căn. Số 9. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở trong rừng núi không có tiết độ trong sự ăn uống, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không có tiết độ trong sự ăn uống, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống. Số 10. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không chú tâm cảnh giác, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không chú tâm cảnh giác, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Số 11. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh tấn. Này chư hiền, tỳ kheo sống theo rừng núi mà biếng nhác, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại biếng nhác, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh tấn. Số 12. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chánh niệm tỉnh giác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi mà thất niệm, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống trong rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại thất niệm, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chánh niệm tỉnh giác. Số 13. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không có thiền định, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không có thiền định, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định. Số 14. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi chỉ có liệt tuệ, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tên này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này
lại chỉ có liệt tuệ sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Số 15. Này chư hiền, tỷ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập thắng pháp Abhidhamma, thắng luật Abhivinaya. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo sống ở vườn rừng núi về thắng pháp thắng luật. Nếu tỳ kheo sống ở rừng núi được hỏi về thắng pháp thắng luật mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở trong rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về thắng pháp thắng luật lại không thể trả lời được, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thực tập thắng pháp thắng luật. Số 16. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát Santa Vimokha, vượt khỏi các sắc pháp và các vô sắc pháp. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo sống ở rừng núi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp và không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát lại không thể trả lời được, sẽ bị nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp. Số 17. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo về những pháp thượng nhân. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo về những pháp thượng nhân. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp thượng nhân mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về những pháp thượng nhân lại không có thể trả lời được, như vậy sẽ có người nói về vị ấy. Do vậy, tỳ kheo sống trong rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Những điểm cần nhớ: 17 pháp nên thực hành của một vị tỳ kheo sống giữa tăng chúng. Số 1 là phải biết tôn trọng cung kính các vị đồng phẩm hạnh. Số 2 là phải khéo léo về chỗ ngồi, không chiếm chỗ ngồi của các vị thượng tọa, không đổi chỗ ngồi các vị niên thiếu tỳ kheo. Số 3 không nên vào làng quá sớm, không có trở về ban ngày. Số 4. Không nên đi đến các gia đình trước bữa ăn hay sau bữa ăn. Không nên trạo cử dao động. Không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Số 7. Phải là người dễ nói và thiện hữu. Số 8. Phải hộ trì các căn. Số 9. Phải điếc độ trong ăn uống. Số 10. Phải chú tâm cảnh giác. Số 11. Phải tinh cần, tinh tấn. Số 12. Phải an trú niệm. Số 13. Phải tu tập thiền định. Số 14. Phải thành tựu trí tuệ. Số 15. Phải thực tập các thắng pháp thắng luật. Số 16. Phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt sắc giới và vô sắc giới. Số 17. Phải thực tập các pháp thượng nhân. 327. Các câu hỏi để làm nhấn mạnh những điểm quan trọng. Tôn giả Mahamoggallana nhân bài pháp của tôn giả Sariputta muốn xác định một điểm quan trọng nên đã nêu lên câu hỏi. Kinh văn: khi được nói như vậy, tôn giả Mahamoggallana nói với tôn giả Sariputta như sau: này hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập chỉ bởi tỳ kheo sống ở rừng núi hay bởi tỳ kheo sống ở thôn làng. Hiền giả Moggallana, các pháp này cần phải chấp trì và thực tập bởi tỳ kheo sống ở rừng núi, huống chi là tỳ kheo sống gần thôn làng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Sau đây con xin cúng thỉnh Sư Phụ Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung thỉnh
Mời Thượng Tọa Pháp Đăng cầm mic và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ Pháp Đăng. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ. Cảm ơn Bệ Trì, cảm ơn cô Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì nhân một cái vị tỳ kheo Udisani mà Đức Tôn giả Sariputta đã giảng dạy cái bài học này. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã tuyên bố rằng chỗ nào mà không có Đức Phật mà có hai cái vị đệ tử là Sariputta và Moggallana thì cũng giống như có bậc đạo sư ở chỗ ấy. Thì nhân một cái sự kiện, cái nghĩa là cái vị tỳ khưu này trú ở là một vị đầu đà sống trong rừng mà cư xử với tăng chúng thiếu cái sự hòa nhã, và ngài Sariputta ngài đã thuyết giảng cái pháp để y cứ theo cái pháp này, dù là ở trong rừng núi hay là ở trong phố thì cũng phải thực hành. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta biết rằng sống theo pháp, sống theo pháp cũng như là pháp này là pháp của vị tỳ khưu, và cái pháp này là cái pháp hướng thường, cái pháp này đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Như vậy thì một cái người mà có cái tâm sống theo pháp thì khi mà nghe lời của ngài Sariputta thuyết giảng thì chúng ta thấy rằng cái tư cách thường thì quý vị vẫn biết trong vi diệu pháp nói rằng là thân biểu tri và khẩu biểu tri á, là do cái nó là cái sắc tâm cố định. Khi tâm á, có thu thúc á, thì thân và khẩu có sự thu thúc. Khi mà chúng ta nói về khổ của danh sắc và nói sự điều phục của danh sắc, nói sống theo pháp thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật hay là các vị đệ tử của Đức Phật đã đắc chứng đạo quả A-la-hán. Các ngài là những vị tuệ phân tích đã thuyết giảng, nhất là ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ kheo đó, dù là bất luận là có sống đầu đà hay là sống trong thảo cư hay là sống trong phố thì bất luận ở đâu, thì khi mà thực hành như vậy đó là người có cái tâm, có cái tâm và có cái sự kiểm soát của tâm, có nghĩa là có chánh niệm tỉnh giác ấy. Bởi thường thường quý vị thấy trong trong kinh Tăng Chi Bộ đó thì Đức Phật ngài có nói rằng tất cả các pháp có niệm là cái chủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà sống biết tôn trọng, biết cung kính đó, cái bạn đồng tu phạm hạnh, thì vị này dù có sống đồ đà trong rừng nhưng mà khi mà tụ tập đó thì vị này sẽ sống có cái sự thu thúc, sống có sự tôn trọng đối với các vị trưởng lão. Bởi bình thường quý vị biết rằng chúng ta đã học nhiều cái bài kinh Trung Bộ, mà khi Đức Phật ngài đặt để cái vấn đề cái ghế này của vị nào ngồi đó thì ngài có trình bày cho chúng ta biết rằng cái ghế mà được ngồi trên trước đó thì là một cái vị trưởng lão đã có nhiều năm tu tập. Nhiều năm tu tập có nghĩa là vị tỳ khưu đó là vị sống theo pháp, và chỗ đó sẽ được cái vị trưởng lão đó ngồi. Và dù cho mình có sống trong rừng núi hay là mình có thành tựu các cái thắng trí thì mình cũng không có sống sai pháp, vì pháp và luật của Đức Phật ban hành đó, để cho cái sự tốt đẹp của chư tăng. Quý vị biết rằng khi mình nói rằng một cái người mà có cái tâm hành theo pháp đó thì mình ở trong rừng đó để mình tránh cái tiếng ồn, để trong rừng để có sự yên tĩnh để mình dễ dàng tu tập, đó là cái điều kiện mà chúng ta gọi là sống trong rừng.
hoặc là sống đầu đà ở trong rừng. Còn nếu mà chúng ta sống trong rừng mà chúng ta không có biết tâm của mình và không biết cái sắc tâm của mình đó, thì mình cũng không biết rằng cái việc mà mình hành trì thân hành của mình đó, bị chỉ trích như vậy, hoặc là thân hành của mình có tội như vậy mà mình vẫn không biết, bị tâm của mình bị thất niệm. Nhưng mà khi tâm của mình mà có chánh niệm đó, thì mình sẽ biết rằng mình không thể nào xử sự như vậy. Mình là người sống ở trong rừng, sống có sự chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà tại đến trú xứ của chư Tăng mình lại thất niệm. Nên thường thường ở trong thiền quán có nói rằng cái vị thiền sinh đó, đi có đề mục và về có đề mục đó. Có nhiều vị đi thì có đề mục, nhưng mà về thì không có đề mục. Đi là mình có chánh niệm tỉnh giác từ trong rừng mình đi ra. Nhưng mà khi mình ra ngoài rồi đó, mình xúc chạm với các cái trần cảnh đó, mình thất niệm. Khi thất niệm như vậy, mình trở về mình cũng vẫn chưa lấy lại chánh niệm. Nên Đức Phật gọi là đi có pháp mà chánh niệm, nhưng mà về là không có pháp. Có nhiều người đi thì không có pháp chánh niệm, về có pháp chánh niệm. Nhưng mà có những người đó đi cũng không có pháp chánh niệm, về cũng không có pháp chánh niệm. Có nhiều người đó thì đi có chánh niệm và về cũng có chánh niệm. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật này phân biệt về các cái hạng người. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng một vị tỳ kheo đó thì dù là mình sống có pháp hành, nhưng mà cái pháp hành này đó là một cái sự sống theo pháp. Thì giữa tăng chúng mình phải biết khéo xử sự, cái chỗ nào là cái chỗ mình ngồi, chứ không phải là mình ở trong rừng rồi mình muốn lấn lướt các vị trưởng lão, hoặc là muốn xô đuổi các vị tỳ kheo nhỏ để mình giành chỗ ngồi. Cái điều đó nó không có phù hợp. Như vậy thì quý vị biết rằng nếu một cái người mà có cái tâm có chánh niệm đó, thì cái người đó ngồi chỗ nào cũng được. Mình nghĩ rằng chỗ nào mình đến, có chỗ nào thì mình ngồi theo chỗ đó. Nên thường thường quý vị biết rằng 13 cái hạnh đầu đà đó có nói về cái hạnh mà mình ở cái chỗ mà chư Tăng chỉ đó, chỉ định đó. Ví dụ mình tới cái trú xứ đó, chư Tăng chỉ mình ngồi chỗ nào, nằm chỗ nào thì mình cứ ngồi nằm chỗ đó. Là mình gọi là dù mình có lớn hạ bao nhiêu, hay là dù mình có tu đầu đà bao nhiêu hạnh, như khi mình tới cái trú xứ đó, vị đó chỉ cho mình ngồi chỗ đó hoặc là mình ở chỗ đó, thì mình biết đủ ở chỗ đó. Đó là một cái người có chánh niệm. Nhưng mà ngược lại, vị đó không có chánh niệm đó, thì vị đó sẽ dựa vào cái tuổi hạ của mình, hoặc là dựa vào cái quyền lực, cái thế lực của mình, hoặc là dựa vào cái sự tôn kính của người đàn tính tôn kính mình. Bây giờ bị chư tỳ khưu phải tôn kính mình. Nên thường thường quý vị đã học Trung Bộ Kinh, có những cái bài kinh mà Đức Phật nói rằng vị tỳ khưu mong rằng ta được ngồi chỗ ngồi tốt nhất á, hay là đồ ăn tốt nhất, đi khất thực á, nhận được đồ ăn tốt nhất, được thuyết pháp trước nhất, và được giáo giới trước nhất, hoặc là được cái này kia nọ trước nhất đó. Điều đó là cái tâm phóng túng. Điều đó là cái tâm phóng túng. Tại vì cái tâm mong mỏi như vậy đó, nó không phải là cái tâm thiện. Nó không phải là tâm thiện, nó là cái tâm bất thiện. Nó bị cuốn hút bởi các cái đối tượng. Có nghĩa là đối tượng của mắt là cảnh sắc, đối tượng của tai là cảnh thinh, đối tượng của mũi là cảnh khí, đối tượng của miệng là cảnh vị, đối tượng của thân là cảnh xúc, đối tượng của tâm là cảnh pháp. Và cái vị này sống với cái sự xúc chạm, nhưng mà vị này không có chánh niệm, nên nó sanh ra những cái cảm thọ, những cái cảm thọ ưu thích, những cái cảm thọ thèm muốn. Và vị này chiều theo cái thứ thèm muốn đó mà mình muốn lấn lướt, như vậy thì gọi là mình không sống theo pháp và không sống theo chánh niệm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ khưu mà nếu sống trong rừng mà đi vào làng quá sớm, có nghĩa là chúng ta hiểu cái từ quá sớm có nghĩa là mặt trời mà chưa có mọc á, mà mình đã đi vào làng. Mặt trời không có lọc, chưa có mọc mà mình đi vào làng, rồi mình trở về quá trễ. Về quá trễ có nghĩa là mặt trời lặn rồi mình chưa chịu trở về làng. Như vậy nếu mà vị đó sống trong rừng núi mà đến chưa tăng mà vào làng quá sớm mà trở về về như vậy đó, thì nó cũng không phù hợp. Nó không phù hợp vì sao vậy? Vì thường thường á, một cái vị tỳ khưu đó sống với hội chúng đó, thí dụ chư Tăng đi bát thì mình đi chung, khi chư Tăng đi về thì mình cũng đi về chung. Như vậy á, thì mình sống có bạn lữ như vậy, và sống như vậy đó nó có cái sự hậu trì của bạn lữ, và sống như vậy là sống đúng theo pháp.
Còn khi mà mình sống như vậy đó thì mình sẽ rất là dễ dễ bị cuốn hút, dễ bị xa rời. Thì chúng ta thấy rằng cái điều thứ tư nó đến, đi đến gia đình trước bữa ăn hay sau bữa ăn. Trước bữa ăn á, là ví dụ như chưa tới bữa ăn rồi đi tới nhà người ta, rồi người ta ăn, người ta ăn sau bữa ăn á, người ta ăn sau bữa ăn đó, mình cũng không có đến nhà người ta. Và khi mà mình đến á, mình đến thường thường quý vị thấy rằng khi mà mình là một cái vị tỳ khưu sống đầu đà đó, thì mình đi khất thực và không đến nhà người ta. Ví dụ quý vị thấy như là ngày vị tỳ khưu và tiếp xá với người thợ mài ngọc đó, cái vị này bị cái người mài ngọc đánh đánh một trận như tử vì mất cục ngọc, mà cục ngọc đó là do con thiên nga, con ngỗng ở trong nhà nuôi nó đã nuốt và vị này đã thấy. Nhưng mà khi mà tìm hiểu ra đó mới biết được đó, là vị này giữ giới và vị cái vị thợ mài ngọc là sợ mất cục ngọc của đức vua và nghĩ rằng lúc bấy giờ chỉ có mình với vị đó thôi. Bây giờ mất cái cục ngọc đó thì cái người thợ mài ngọc quyết định là cái người vị tỳ khưu này lấy. Sau đó đó thì cái người vợ về nói với cái người chồng đó, cái vị trưởng lão này là một người từ trước đến giờ đó đi bác ở đây đó, em không thấy lỗi lầm gì. Nếu mà vua có gia hình mình hay là vua có bắt mình làm tôi tớ đó thì cũng đừng có vu khống cho vị tỳ khưu này. Nhưng mà người chồng lại không nghĩ như vậy. Người chồng nghĩ rằng chỉ có hai người thôi, chắc chắn bị tỳ khưu này lấy mất cục ngọc. Nên là quý vị đã thấy đã vị này đã bị lấy cái dây niềng cái đầu, rồi đánh đập rất là dữ, máu chảy ra và con thiên nga đó tới liếm máu và bị cái ông thợ mài ngọc đập chết, quýnh ngang cái cổ và con thiên nga nó chết. Khi thiên nga nó chết đó thì vị tỳ khưu đó đã chỉ con thiên nga đó nuốt cục ngọc, và cái người thợ mài ngọc đó mổ bụng con thiên nga và thấy cục ngọc đó. Thì vị thợ mài ngọc đó đã run sợ và đã sám hối vị này. Nhưng mà quý vị biết rằng dù có sám hối đi, nhưng mà cái ngày tích xá này đó, từ đó trở đi đó, ngài mới nguyện á, nếu mà ngài còn đi được đó thì ngài cũng không bao giờ vô ngồi trong nhà của người ta. Thì quý vị thấy rằng cái sự ngồi trong nhà của người ta đó là nói chung là mình ngồi trong hoàng cung hay là ngồi trong đâu đó, thì thường thường hễ mà cái vật đó bị mất á, thì người ta thường nghi ngờ mình. Và nếu người ta nghi ngờ mình á, người ta sẽ dùng cách này cách kia để người ta đánh đập mình, hành hạ mình. Như vậy á, thì quý vị biết rằng cái người vợ đó không có tham gia trong cái việc mà đánh vị tỳ khưu đó. Người vợ thì sanh về cõi trời, một con thiên nga bị chết nó sanh để làm người. Cái anh thợ mẹ ngọc đó, chết sanh vào địa ngục, ngày tích xá, ngày sanh về, ngày niết bàn, ngày là bị a la hán niết bàn. Nên mới nói rằng một số sanh thai bào, một số sanh cõi trời bậc la hán niết bàn, một số sanh vào khổ cảnh. Thì cái bài kệ đó nói lên đó là cho chúng ta biết rằng cái câu chuyện nó nói lên đó là mình đi vào nhà của người ta đó thì nó có nhiều cái nguy hại như vậy, và nó còn liên quan đến cái phạm hạnh của mình nữa, nó có nhiều điều cũng rất là tế nhị. Như vậy á, thì một cái vị tỳ khưu mà biết sống trong rừng núi đó không nên đi đến những cái gia đình trước bữa ăn hay sau bữa ăn, chỉ đi đến khi bữa ăn người ta có, mình đi khất thực, người ta cúng dường thì mình nhận. Còn mình đi vào nhà của người ta trước và sau bữa ăn đó, nó có nhiều cái nguy hại, và nó cũng tạo rất là nhiều cái hệ lụy. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái câu chuyện những vị tỳ khưu đã không còn tiếp tục tu tập. Ví dụ chúng ta thấy như là tỳ khưu Đại Hắc và Tiểu Hắc. Thì một cái vị mà không có tu tập á, không có thu thúc đó, thì gặp những cái trường hợp thì những cái vị đó rất là dễ bị lôi kéo quần tục trở lại. Và những vị mà có cái sự tu tập đó thì mới vượt qua được cái sự khó khăn này. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy Đức Phật này ban hành những cái học giới, và những cái vị tỳ khưu đó sống trong rừng núi đó, mình đến nhà của người ta thì mình cũng không có trạo cử, không có dao động. Trạo cử là chúng ta hiểu rằng cái người đó là phóng vật đó quý vị. Và chúng ta hiểu cái sở hữu phóng vật á, là một trong bốn sở hữu bất thiện biến hành. Si vô tàm như quý phóng vật,
Phóng dật có nghĩa là người đó đó không có chánh niệm tỉnh giác và bị cái sự phóng dật hay là cái sự trảo cử, cái sự dao động khi mà mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, tâm với cảnh pháp, và làm cho vị đó đó cái tâm dao động, và cái sự dao động đó nó rất là nguy hại. Chúng ta cũng nghe câu chuyện của nàng Rohini đó, mà bị tỳ khưu đó nghe cái tên thôi, nghe người ta kể lại thôi là tâm đã dao động rồi. Và khi gặp gặp nàng Rohini rồi đó, nàng Sirima rồi đó, thì cái vị tỳ khưu này đã bị một cái chứng bệnh tương tư, và sau đó được Đức Phật ngày thuyết giảng và gặp cái hình ảnh của nàng Rohini chết và sình trương lên, và cái cuộc đấu giá từ 1.000 đồng cho đến cho không, nhưng mà không ai đem cái thân chết sình về nhà mình. Là Đức Phật ngày nói rằng, ngày nói lên những cái bài kệ nói về cái sắc pháp này nó cũng bị hoại diệt, nó chỉ làm cho những người thiếu trí mê mẩn thôi, chứ người có trí thì họ lại vượt qua được. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà trạo cử dao động như vậy đó thì thường không có mang lại cái sự lợi ích. Cũng như vậy, Đức Phật này nói rằng nếu một vị tỳ khưu sống ở rừng núi mà tới nhà người ta nói tạp nhạp, nói quá nhiều đó, thì chúng ta biết rằng cái khẩu biểu tri đó nó cũng là cái sắc tâm, nhưng mà người đó nói với cái chánh niệm là nói khác, còn nói với cái sự thất niệm là nói khác. Họ nói nguyên thiên, họ nói không theo pháp, không theo luật, nói không phải nói thiểu dục tri túc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều người Phật tử đó, khi mà thấy một vị sư đó nói nhiều như vậy thì họ nói ông sư đó mà tu cái gì. Người ta nói như vậy nó không phải không đúng đâu quý vị, bởi vì bình thường quý vị biết rằng một người có tu thúc á, thì cái sự thiện nó mang lại cái sự an vui cho mình. Nhưng mà khi mà mình không có tu thúc á, mình nói nhiều như vậy đó thì người ta đánh giá mình. Nhưng người ta không có biết rằng á, là do người ta chỉ biết một cái cách làm cái cảnh đó nó không vừa lòng mình thôi. Ví dụ người ta nói nhiều quá thì mình thấy mình không vừa lòng. Nhưng mà mình không bao giờ biết rằng cái vị đó do phóng dật mà vị đó nói quá nhiều. Nói không có liên hệ đến Phật Pháp, nói không có liên hệ đến thiểu dục tri túc, nói không liên hệ đến sự tu tập từ bỏ tham sân si. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, một cái người mà họ nói quá nhiều đó, bởi vì cái lời nói nó cũng là cái sắc khẩu biểu tri, và cái tâm mà không tu thúc đó, thì cái lời nói người đó nói rất là nhiều và nói tạp nhạp. Mà nói tạp nhạp thì quý vị biết rằng nói mà gọi là cái tạp quế ngữ, như là người cư sĩ nói về cái khẩu nghiệp vậy, nói ác, nói đâm tập, nói thư dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích. Mình nói cả ngày hay cả buổi hay là cả giờ mà mình không biết được cái lợi ích. Nên chúng ta thấy cái tạp quế ngữ này đó, đối với người đời hay người tu đó, nó cũng thường xảy ra. Nên thường thường những cái người ngoại đạo họ luận về anh hùng, luận hoặc đại dương luận, hoặc là đồ binh luận, hay là đao binh luận, hay là này kia nọ, sa mã luận rồi kia nọ đó, thì quý vị biết rằng ấy, những cái người ngoại đạo họ nói nguyên thiên như vậy đó. Nên những cái người cư sĩ mà của đệ tử Đức Phật đó, biết rằng những người ngoại đạo đó là họ nói tạp nhạp, có nghĩa là họ nói những cái thế giới luận, nói về đại dương, nói về rừng núi, nói về động vật, nói về chim cút, nói về gạo mì bắp đậu gì, họ nói nguyên thiên cái chuyện đó, nhưng mà họ không biết là mình nói để được cái lợi cái gì. Như vậy á, một cái vị tỳ khưu sống trong đầu đà trong rừng không có người, nhưng mà khi ra hội chúng mà mình nói tạp nhạp quá nhiều đó, nó không phải là cái người có sự thu thúc. Như vậy á, thì cái điều thứ bảy á, là cái người sống trong rừng đó, khi mà đến vừa chúng tăng á, là cái người khó nói, là cái người ác khẩu. Như vậy thường thường quý vị biết rằng cái người sống trong rừng đó, khi mà mình gặp hội chúng mà hỏi chúng nói những điều đúng pháp, đúng luật á, thì mình phải là người dễ dạy. Còn nếu mà mình là người khó dạy á, là người khó nói đó, thì mình sẽ không có được cái lợi ích gì hết. Không có lợi ích gì
với cái đời sống ở trong rừng. Tại vì cái người mà họ thu thúc á, thì họ thấy nghe, họ phải có chánh niệm tỉnh giác. Như là Đức Phật ngày dạy về một cái lời khen, nghe một cái lời, một cái tiếng chê đó, mình cũng đừng dở vui buồn, nhưng mình hãy phản tỉnh. Và sau khi phản tỉnh lại đó, mình thấy người ta chê mình đúng hay là người ta khen mình đúng. Còn nếu mà ta khen mình thanh tịnh á, mà mình chưa phải là thánh nhân á, thì mình biết rằng họ khen các bậc thánh nhân, mình là người tu tập theo hạnh thánh nhân, hãy cố gắng thu thúc hơn nữa để đạt được cái sự thanh tịnh của thánh nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng á, một cái người mà họ gần gũi chư tăng á, mà họ biết lắng nghe đó, thì họ lại có những cái điểm, những cái điểm và những cái điểm sống rất là đặc biệt. Hôm trước chúng tôi có đi một cái tự viện, có một cái vị đó cũng làm chúng tôi cũng có suy nghĩ giống như cái câu chuyện này vậy. Quý vị biết rằng cái vị đó đó là ngồi ở trên cái buổi lễ, nhưng mà vị đó đó không thích cái quạt. Khi mà cái quạt đó quạt cho chư tăng á, cho các vị, một số đông chư tăng đó, thì cái vị này lại quay cái quạt vô quạt cho cái tượng Phật, quạt cho cái tượng Phật thôi. Khi chúng tôi thấy vị này bực bội khó chịu đó, mà cái quạt đó thì quạt từ ở trong quạt ra vị đó là xa, mà quạt đến mấy vị tăng ngồi xung quanh cái quạt đó là gần, mà tới vị đó vậy mà vị đó cũng quay quạt ngược vô trong tường, quý vị, quay ngược trong tường. Chúng tôi thấy vị đó bực, chúng tôi chỉ có chánh niệm tỉnh giác là biết rằng vị này là vì đắp y mà theo cái dạng là mình là người tu tu cái hạnh giống như là một cái hạnh đặc hạnh vậy đó, nhưng mà cái sự đó nó không có đúng cách. Tại thường thường quý vị biết rằng á, cái quạt người ta ở trên chánh điện, người ta quạt là quạt cho chư tăng. Nếu mình không có chịu được đó thì mình cũng kham nhẫn thôi, chứ mình không thể nào dùng cái cách là mình đem quăng cái quạt đó hoặc là đem cái quạt đó quạt vô tường được. Chúng tôi ngồi một hồi, khi mà chư tăng đổ mồ hôi rồi đó, thì chư tăng tự quay cái quạt đó ra quạt cho chư tăng. Chúng tôi ngồi, chúng tôi coi cái vị này có tiếp tục cái cách đó hay không. Nhưng mà rồi chút xíu nữa thì cái buổi lễ đã xong. Thì quý vị biết rằng buổi lễ thì rất là đông chư tăng, chư tăng ngồi chật kín ở trên tăng sự hết. Và cái quạt đó để cho nó thổi gió, một là trao đổi cho nó có cái không khí mát, mà mình không có, không phải vì mình mà mình vì chư tăng, thì mình phải có cách như vậy. Thì quý vị biết rằng một cái người ở trong rừng núi, như Đức Phật ngài nói rằng một cái vị trong rừng núi, mình thu thúc các căn á, mà mình không hộ trì các căn được. Khi mà mình ở gần gũi chư tăng đó, mình không thu thúc được thân căn, có nghĩa là mình không thích gió, nhưng mà cái quạt đó là quạt cho chư tăng thì mình cũng phải chịu thôi. Mình không thích những cái điều này điều kia, nhưng mà khi mà đến cái hội chúng đó thì mình chỉ có những gì không thích là mình phải cam nhận, chịu đựng. Và những cái gì mình thích đó mà mình không được đó, mình cũng không nên vọng cầu, mà mình chỉ nên suy nghĩ, nên chánh niệm tỉnh giác để biết được cái trạng thái tâm mình thôi. Như vậy á, thì điều thứ chín là một cái vị tỳ khưu sống ở trong rừng núi nhưng mà không có ăn uống, không có tiết độ đó. Ví dụ quý vị thấy một cái sự ăn uống có tiết độ đó, thường thường quý vị thấy, chúng ta cũng thường nói vui vui chơi đó. Ví dụ mình đi đám cưới, người ta sắp xếp cái bàn ăn trên đám cưới đó. Ví dụ như một cái bàn có 8 người khách thì họ làm 8 con tôm hoặc là 8 con mực hay 8 cái cục cá chiên gì đó. Thì mỗi người chỉ nên ăn một cục thôi. Đó là cái cách của người đi ăn đám cưới. Mình coi cái như vậy. Còn nếu mà mình là một cái vị tỳ khưu cũng vậy quý vị, trong cái bàn ăn đó, mình coi cái sự sắp xếp vật thực như thế nào, và mình ăn như thế nào đó, mình gọi là mình biết cái cách ăn, người ta không có chỉ trích mình. Còn khi mình không biết cách ăn á, khi mình ăn cái đó quá nhiều đó, thì mình sẽ ăn bằng tâm tham. Còn khi mình quan sát, như là người ta nói câu là ăn coi nồi, ngồi coi hướng đó. Ăn có trong nồi đó còn bao nhiêu, mỗi người ăn mấy chén cơm là được, trong cái nồi cơm đó. Mình ngồi mình coi hướng, cái hướng mình ngồi như vậy nó có phù hợp với cái địa vị của mình không.
Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà họ có chánh niệm đó, thì họ ăn uống cái gì đó, họ cũng phải có cái sự chánh niệm. Và khi có chánh niệm như vậy đó, thì họ không có mắc lỗi lầm. Nhưng mà khi một người mà họ bị lòng tham đó, những cái gì họ thích đó, thì họ ăn cái đó, và họ cấm cúi họ ăn cái đó, họ không có dòm ngó xung quanh. Thì chúng ta thấy rằng cái đó cũng là một cái điều gọi là thiếu chánh niệm. Vì thường thường một cái người chánh niệm đó, ăn uống nhai nuốt nếm đại tiện tiểu tiện đó, thì họ cũng phải có chánh niệm để họ coi mình làm như vậy có phù hợp hay không. Và khi mà không phù hợp như vậy đó, thì mình phải sửa đổi, chứ không có giữ những cái quan kiến sai lầm. Bởi vậy thường thường quý vị biết rằng một cái vị mà sống trong rừng núi mà không tu thúc như vậy đó, thì sẽ bị chư tăng á, những cái vị đó biết được và có cái sự quở trách. Nói như vậy á, thì quý vị biết rằng cái việc mà một cái vị tỳ khưu đó mà tâm chú tâm cảnh giác á, cảnh giác cái tâm của mình đó, đó là một cái điều. Bởi thường thường quý vị thấy rằng mắt đối với cảnh sắc, tai đối cảnh thinh, mũi cảnh khí, miệng đối cảnh vị, do cảnh sắc xúc chạm vào mắt mình nên nhãn thức sanh ý, nhãn thọ sanh khởi, sắc tưởng sanh khởi. Thì cũng như vậy, do tai cảnh thinh thì nhĩ thức mình sanh khởi, do cái âm thanh xúc chạm vào lỗ tai mình nhĩ thức sanh khởi, và xúc sanh khởi thì thọ sanh khởi, thọ sanh khởi thì tưởng sanh khởi. Như vậy thì khi một người mà họ có cái sự thu thúc đó, thì họ luôn luôn chú tâm cảnh giác. Cảnh giác mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối cảnh khí, miệng đối cảnh vị, thân đối cảnh xúc, mà ý, tâm đối cảnh pháp. Như vậy thì sống theo cái sự sống có sự chế ngự, sống không có theo cái cách sống của mình. Mình thích cái gì mình làm cái đó, không phải vậy. Thường thường quý vị biết rằng khi mình sống như là ngài Anuruddha, Kimila và Nandiya trong khu rừng mà những cái vị này tu tập đó, vị này bỏ cái tâm của mình sống theo cái tâm của người, nên những cái vị này có cái sự hộ trì lẫn nhau, và những cái vị như vậy tu tập rất là dễ tu tập quý vị. Như vậy á, thì cái sự xung đột nó sẽ không có sanh khởi. Khi mà mình sống mình có cảnh giác, mắt đối cảnh sắc, mình coi thử những cái chuyện gì cần làm. Chúng ta thấy như là ngài Anuruddha, Kimila và Nandiya đó, khi những vị đó mà khiêng cái vật gì nặng đó mà khiêng không nổi đó, thì các vị đó ra dấu. Mà khi ra dấu như vậy đó, thì tất cả ba vị tỳ khưu đó đều tới đó để giải quyết cái vấn đề đó. Mà cái vấn đề đó là vấn đề chung của ba vị đồng sống tu ở trong cái trú xứ đó. Thì như vậy chúng ta sống, chúng ta có cái sự quan sát, coi cái việc đó một vị làm không được thì ba vị xúm nhau làm. Những cái việc người nào về trước đã cần dọn cái gì ra. Nên quý vị coi trong cái câu chuyện của ngài Nốt Thá Kim Minh Lá và Nandiya đó, những cái vị đi bát việc đó, những vị này sắp xếp đồ ra, sắp xếp những cái vật mà để bỏ đồ thừa, đồ ăn, sắp xếp nước để rửa chân, những vị nào về trễ có thể rửa chân rồi ngồi đó thọ thực. Đó là những cái cách mà một cái vị mà có chú tâm cảnh giác, biết được cái việc làm trước, biết được cái việc làm sau, biết được cái việc đang làm hiện tại. Trong lúc đó thì quý vị thấy rằng một cái vị có cái sự cảnh giác đối với như vậy đó, thì luôn luôn có cái sự chánh niệm đối với các pháp, và có cái sự quan sát đối với cái sự sống xung quanh, và cái sự hài hòa đó mang lại cái sự an lạc. Rồi cái điều thứ 11 là vị tỳ kheo sống ở trong rừng núi đó mà đến trước chư tăng đó mà lười biếng. Lười biếng thì thường thường chúng ta biết rằng cái sự biếng nhác đó, nếu mình ngồi ở trong cái hội chúng mình buồn ngủ giả dược, gục tới gục lui, mình không có vận động cái tâm của mình và không vận động cái thân của mình cho nó phù hợp. Điều đó nó cũng là cái điều là sống theo sở thích của mình thôi, chứ không sống theo cái sự siêng năng. Bởi vì khi mà chúng ta thấy một cái người siêng năng đó, thì họ coi cái thân mình đó, lúc nào đó mà nó hôn trầm thị miên đó, mình phải vận hành nó lên, hoặc là thay đổi quan nghi, hoặc là cách này cái kia để làm cho mình tỉnh táo. Cũng như vậy, khi mà mình mà sống mà mình biến nhát đó, thì cái tâm mình thụ động và cái thân mình thụ động, thì nó sẽ rơi vào những cái pháp mà chúng ta gọi là bất thiện,
bị hôn trầm thị miên chi phối, hay là một cái người lười biếng như vậy đó thì nó không có phù hợp. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái năm cái tâm tham hữu trợ đó, nó sẽ có hai cái sở hữu hôn phần, hôn trầm và thị miên đó là hai cái sở hữu bất thiện ở trong sư, mà cái tâm của mình không vận động và cái thân mình không vận động, thì cái sự hôn trầm thị miên, cái sự hạn chế tâm, cái sự hạn chế suy nghĩ, cái sự lờ mờ đó nó sẽ có mặt. Và những cái điều đó nó không có làm cho mọi vị xung quanh quan hỷ. Nên nó chính vì như vậy đó là mình sống theo cái sở thích của mình và không sống theo pháp, và không sống theo cái sự phù hợp tính nỗ lực để làm hiển lộ cái đức tánh sống trong rừng núi. Và cái điều thứ 12 là vị tỳ khưu mà sống trong rừng núi đó phải luôn chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là thất niệm. Bởi thường thường sống ở chánh niệm tỉnh giác đối với tất cả các pháp thì niệm phải có mặt. Niệm có mặt đó, chính niệm đó có mặt, nên vị này đối với các pháp vị này không có thất niệm. Như vậy á, một cái vị mà sống trong rừng núi mà khi đến hội chúng mà thất niệm đó thì sẽ bị các vị quở trách là như vậy nó không có phù hợp. Chỉ sống theo cái sở thích của mình thôi, chứ không phải là sống theo pháp. Một cái người sống mà thất niệm như vậy đó, không có tỉnh giác như vậy đó, nó không có xứng đáng. Bởi vì một cái người mà họ sống có tỉnh giác đó là họ biết được bằng niệm bằng tuệ, biết được các pháp hiện hữu, và biết được cái sự thăng tiến trong cái sự tu tập, biết được cái lợi ích của hội chúng. Điều thứ 13 là vị tỳ khưu sống trong rừng núi đó cần phải có thiền định. Khi mà đến hội chúng đó thì mình cũng phải biết đặt cái tâm mình trong đề mục. Thường thường quý vị biết rằng cho đến khi mà mình đặt cái tâm mình trong đề mục bút thô thôi cũng được, hay á ra mình niệm thầm như vậy, đó là cũng cột cái tâm của mình ở trong cái đề mục. Và những cái điều đó nó mang lại rất là cái lợi ích. Bởi thường thường quý vị biết rằng mình sống đó, mà mình có cái tâm thu thúc đó thì mình sẽ là cái cảnh thiện cho người ta sanh tâm thiện. Nhưng mà ngược lại, nếu mình sống mình không có chánh niệm đó, những cái sở hành của mình đó làm cho người ta là cái cảnh bất thiện cho người ta sanh lên cái tâm khó chịu. Chính vì điểm đó nên mình có trú cái tâm mình vào cái đề mục đó, một cái đề mục nào đó, một cái pháp tính nào đó, đó là điều rất là cần thiết khi một cái người sống có đề mục và có cái sự cột cái tâm mình vào trong đề mục đó. Như vậy thì một cái người sống trong rừng núi là muốn nói đến một cái người sống có thiền, khi mình đi ra đó thì mình cũng phải có cái đề mục và mình phải an trú cái đề mục đó cho đến khi mình đi về. Điều đó rất là lợi ích. Còn nếu mà mình sống ở trong rừng núi, mình có sự thu thúc, nhưng mà khi ra khỏi cái trú xứ rồi đó thì cái tâm mình không có cái đề mục để cột cái tâm mình đó, thì nó cũng sẽ chạy xuyên qua các cái giác quan và các cái trần cảnh, sẽ làm rất là nhiều những cái điều hệ lụy. Chính vì điểm đó đó nên chúng ta cần phải có cái đề mục để cột cái tâm của mình. Và đề mục thì quý vị biết rằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, hay niệm Thể Trược, hay niệm Sự Tịch Tịnh, đều là những cái đề mục mà mình gọi là có đề mục để cột cái tâm. Và như vậy đó thì tâm mình có niệm, có đề mục như vậy đó là có được cái lợi ích, có được cái sự an lạc, có được cái sự cái niềm tin của những người họ ở trong cái hội chúng đó, và làm cho cái sự an lạc trong cái hội chúng đó, rồi chắc chắn là như vậy. Rồi điều thứ 14 là cái vị sống trong rừng núi phải cần phải có trí tuệ. Thì quý vị biết rằng cái trí tuệ đó, cái trí tuệ đó là cái sự hiểu biết khi mà mình tu tập á, trong khi mình tu tập và khi mình gần hội chúng, nó có nhiều cái lợi ích. Khi mình tu tập đó là mình cố gắng phát triển cái đề mục, nhưng mà những cái gì trở ngại đó là những cái lợi ích khi mình ở trong cái hội chúng. Và những cái điều mà mình ở trong hội chúng mình nêu lên để mình tìm hiểu, nêu lên để được giải thích đó, điều đó rất cần thiết. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng
chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị tỳ khưu sống trong rừng với cái đề mục đó nhưng mà không có chứng ngộ được, thì họ thường muốn tìm về Đức Phật để xin Đức Phật ngài giải thích, để cho cái đề mục đó nó hoàn hảo hoàn mỹ và cái sự tiến tu đó nó dễ dàng, nó dễ dàng vượt lên. Thì quý vị thấy cái bài kinh con chim cấy đó, thì Đức Phật ngài cũng nói với ngài Nú Thá Kim Bí Lá và Nan Ni Giá đó, có những lúc mà cái tâm mình nó dao động mình phải làm như thế nào, cái tâm mình hưng phấn mình phải làm như thế nào, cái tâm mình thụ động mình phải làm như thế nào, cái tâm mình đó lúc mà có những cái hiện tượng thì cái tâm mình như thế nào nó sẽ mất và như thế nào nó sẽ hiện khởi và như thế nào nó sẽ tiến triển. Chính những điều đó, đó nên đó, một cái vị mà có trí tuệ đó thường hay tìm hiểu chứ không phải là một cái người liệt tuệ. Vì một cái người liệt tuệ là họ sống với cái tuệ mà không có tuệ đó, thì cái người đó sống trong rừng núi theo cái sở thích của mình thôi, chứ thật sự là không phải là cái người sống có cái lợi ích là hiểu biết về sự hành trì, sự học hỏi, sự tăng trưởng, tăng thượng, cái sự tiến triển trong cái đời sống tu tập. Thường thì quý vị biết rằng văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ đó, nó là những cái loại tuệ hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái người mà muốn hoàn mỹ đó thì cần phải có cái sự hiểu biết, và cái sự hiểu biết đó xuyên qua văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ đó, đó là điều cần phải có. Nếu mà vị tỳ khưu đó thiếu như vậy đó thì cũng rất là khó để mà chứng ngộ. Điều thứ 15 á, là một vị sống trong rừng cần thực hành thắng pháp, lã phí tâm má, thắng luật, quý na giá. Có nghĩa là về pháp á, là thắng pháp như là tâm sở hữu sắc pháp, luật á, thì như là luật tỳ khưu hay là luật tu thúc, luật căn hay là nuôi mạng hay là quán tưởng hay là những cái điều học mà Đức Phật ngài chế định đó, để cho mang lại cái sự lợi ích cho hội chúng, cho bản thân, cho đời này đời sau đó, là những cái điều mà chúng ta phải cố gắng học. Và khi học như vậy đó, dù là sống trong rừng núi nhưng mà mình vẫn hành trì lời dạy của Đức Phật, hành theo pháp, sống không theo cái sống sở thích của mình. Bởi thường thường quý vị biết rằng con người chúng ta thì ai cũng có sở thích, nhưng mà khi tu tập vào đạo Phật á, nó thuần giống như là trong con sông nó có cái tên khác nhau, nhưng mà khi đổ vào biển cả nó thuần một vị mặn mà thôi. Thì cũng như vậy, khi một cái vị sông không sống theo cái sở thích của mình mà sống theo thắng pháp, thắng luật và mình tôn trọng thắng pháp, thắng luật, khi mà ai hỏi mình trả lời, và khi ai nghi ngờ phân vân lưỡng lự đó mình giải thích, làm cho cái hội chúng được lợi lạc đó. Điều đó rất là cần thiết. Còn nếu mình nói rằng mình sống trong rừng núi, mình không biết cái gì hết, không hiểu được thắng pháp, thắng luật, nói như vậy thì mình chỉ sống theo cái sở thích của mình thôi, chứ không phải là sống cần cái chỗ yên tĩnh để mình trao dồi cái pháp học, pháp hành hay pháp thành. Mình sống như vậy thì nó lại trái ngược. Như vậy thì dù cho sống trong rừng núi nhưng mà cũng không có lợi ích gì. Điều thứ 16 là một cái vị sống trong rừng núi cần phải tu tập các pháp tịch tịnh. Cái pháp tịch tịnh ở đây á, thì quý vị thấy rằng từ cái thiền chứng thấp đến thiền chứng cao, từ cái thiền chứng cao để vượt qua các cái loại thiền để chứng được diệt thọ tưởng định. Từ cái sơ đạo có thể chứng nhị tam đạo, tứ đạo. Những cái điều đó là vị tỳ khưu sống cần phải giải thoát khỏi phiền não. Vì nếu mà sống trong rừng núi với mục đích là đoạn trừ cái phiền não tâm mà mình sống không đạt được như vậy đó, thì điều đó phải cố gắng hướng tâm để đạt được. Chứ với cái mục đích sống mà không đạt được cái mục đích, coi như đời sống nó không có cái khuynh hướng thoát ly, viễn ly để chấm dứt cái sự tái sanh, cái sự đau khổ trong luân hồi. Như vậy thì Đức Phật nói rằng một cái vị tỳ khưu dù là sống trong rừng như vậy nhưng mà vị đó phải tập những cái pháp tịch tịnh giải thoát, vượt qua các cái sắc pháp và vô sắc pháp. Như một vị vượt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vượt qua thiền không biên xứ, thức biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ để chứng được diệt thọ tưởng định. Những cái điều đó, đó
rất là cần thiết, vì sống để đạt được cái mục đích cứu cánh cuối cùng của đời sống phạm hạnh, đó là Niết Bàn. Như vậy á, mà không có đạt được điều đó, mình sống theo cái thích của mình thôi đó, thì mình không thể nào đạt được. Và phải sống theo Pháp, sống theo cái lời dạy của Đức Phật, sống để thực hành tâm và tuệ giải thoát thì mới được. Như vậy á, thì Đức Phật này dạy một cái vị mà sống, dù sống trong rừng núi, nhưng với cái mục đích của mình á, là đạt được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát, vượt qua tất cả những cái phiền não cột trói, đó là điều rất là cần thiết. Điều thứ 17 là một cái vị tỳ khưu sống trong rừng cần thực hành cái pháp thượng nhân. Cái pháp thượng nhân nơi đây á, thì chúng ta hiểu rằng các loại thần thông, các cái sự chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Bởi vì cái pháp đó được là pháp thượng nhân á, vì thường thường phàm phu đó không có xài được những cái tâm thiền, tâm đạo, tâm quả. Các bậc thánh, các vị chứng thiền xài được tâm thiền, nhưng mà không xài được tâm đạo, tâm quả. Chỉ có những người có đắc được đạo quả thì xài được những cái tâm đạo, tâm quả. Còn vị A-la-hán mới xài được cái tâm di tác. Thì như vậy á, chúng ta hiểu rằng một cái vị sống trong rừng núi thực tập cái pháp của bậc thượng nhân, có nghĩa là pháp này đó, vượt lên những cái lậu hoặc phiền não, vượt qua các cái sự trói buộc như là tham dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trả hối cái, hoặc là hoài nghi cái, cái sự trói buộc tâm làm yếu ớt trí tuệ. Thì vị này phải sống có cái tâm hướng đến những cái pháp thượng nhân, mong cầu đạt được cái pháp thượng nhân. Như vậy thì có đạt được như vậy đó thì mới có thể trả lời được, cũng như ngày Sariputta, ngày Mokkana khi mà chứng ngộ được thì các ngài trả lời được, giải thích được, trình bày được cái mục đích của phạm hạnh. Như vậy nếu mà sống trong rừng núi với cái sở thích của mình thì mình không thể nào đạt được cái pháp thượng nhân. Và sống ở trong rừng núi để đạt được cái pháp thượng nhân, đó là cái mục đích sống trong rừng. Và 17 cái pháp này của một vị tỳ kheo giữa tăng chúng, hay là mình nói rằng một cái người có tâm tu tập và có những cái pháp của vị tỳ khưu đó, thì vị này sẽ là một vị được bạn đồng phạm hạnh kính trọng, và đó là một cái tấm gương để mọi người noi theo. Như vậy thì ngài Mokkalana có hỏi ngài Sariputta về 17 cái pháp này chỉ thực hành cho những vị sống trong rừng, hay là những vị sống ở đô thị, hay là sống trong các tự viện. Thì ngài nói rằng dù là vị đó là vị tỳ khưu thì chấp trì cái pháp này, khi có cái pháp này thì dù là sống ở trong rừng núi hay sống gần thôn làng đó, vị tỳ khưu cần phải hành trì. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái sự hành trì đó là sống theo pháp và luật của Đức Phật ban hành, và chỉ khi nào mà sống theo pháp và luật đó thì mình mới tự chế ngự được những cái tâm, hay là những cái tự ý tâm của mình, những cái xu hướng tâm của mình, và những cái khuynh hướng hệ lụy tâm của mình, mà chỉ sống theo lời dạy của Đức Phật, sống để hoàn hảo, để đoạn trừ những cái kiến chấp. Bây giờ chúng ta thấy những cái kiến chấp của chúng ta nó rất là nhiều, và nếu không lấy theo pháp á, thì chúng ta sẽ thấy sống theo những cái khuynh hướng, cái gì mình thích, chứ không có sống theo những cái pháp mà hiện khởi. Như vậy á, thì ngài Sariputta ngài nói với ngài Mokkalana đó, các cái pháp này rất là cần thiết cho những vị tỳ khưu, bất luận là vị tỳ khưu đó sống gần thôn làng, hay là vị tỳ khưu đó sống đầu đà trong rừng trong núi, đều phải thực hành. Chỉ có khi thực hành như vậy đó thì vị này mới từng tự xuôi dòng vào cái dòng thánh và đạt được cái pháp của bậc thánh. Còn ngược lại thì sẽ gây ra cái trở ngại. Bởi 17 cái pháp mà ngược lại đó, thì chúng ta thấy rằng những cái pháp dù là dao động, hay là lời nói bao qua, hay là người cứng đầu khó dạy, là người không gần gũi bạn tốt đó, hay không thú hộ các căn, hay là không tiết độ trong ăn uống,
hay là không chú tâm cảnh giác, không có tinh cần, hay là không có chánh niệm, không có an trú trong thiền định được, thì vị đó sẽ không bao giờ trở thành vị mà câu phần giải thoát, hay là vị những vị mà đạt được cái kiến trí, hay là tùy tính hành, tùy pháp hành, hay là thân chứng, hay là kiến đạt được. Chỉ có khi nào sống theo pháp như vậy đó, thì từng tự mới được vượt lên, từng tự mới được chứng ngộ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó, thì con xin trình bày 7 cái điều ở trong cái bài kinh 69 này do ngài Sê Lưu Tả thuyết pháp cho vị tỳ khưu sống trong rừng, và khi đến hội chúng vị tỳ khưu tên là Uli Sani, và để tuyên dương cái chánh pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho một vị tỳ kheo. Con xin trình bày với như là trình bày phần còn lại là những cái điều thảo luận của quý ngài, để cái bài học này sáng tỏ nhiều hơn, mang lại cái sự lợi lạc cho hội chúng. Phước nào Phật sanh được, con kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị. Xin hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin tịnh thường tòa giác đẳng thảo luận cho cái bài học hôm nay. Sa thú kính trân trường tòa Pháp Đăng. Bạch trường tòa Thầy Siêu, trường tòa có mặt ở trước máy mà trường tòa không nghe được không? Dạ, xin hỏi trường tòa Thầy Siêu, trường tòa có mặt ở trước máy mà trường tòa có nghe được không? Dạ. Bạch trường tòa Thầy Siêu, trường tòa quan hỷ ở trong những điều mà tôn giả sách lời Phật, 17 điều mà tôn giả đề cập đến đó, có cái chữ thắng pháp và thắng luật. Thì pháp và thắng luật thì chúng ta nên hiểu như là một cách nói thôi, một cách nói để ca ngợi pháp bảo, hay là thật sự là trong trong tâm tạng có bộ phận như là thắng pháp là Abhidhamma, rồi thắng luật có bộ phận như vậy. Xin kính thỉnh thỉnh chúng tôi quan hệ giải rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đây chúng ta nhớ lại khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì Đức Thế Tôn ngài phân định giáo pháp của ngài gồm có hai thầm mát quy lý giác, như câu mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng vô vô anh nà đát ma gia thầm mô chát quy lý vô chát đi dị tô bình nhà tô su vô cùng bách chi di đi sạch tha này anh đa pháp và luật mà Như Lai
thêm để chế lập cho các người. Thì sau khi ta diệt độ chính pháp luật ấy là thầy, là bậc đạo sư của các người, thì như vậy hệ luật Vinaya chúng ta nói một cách ca ngợi tôn quý, thì chúng ta nói là phi Vinaya tức là thắng luật. Thì cái chữ pháp ở đây thêm cái tiếng từ ngữ phi thâm á là thắng pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng là để chỉ chung cho tạng kinh và tạng diệu pháp. Chữ thắng pháp là chỉ chung cho tạng kinh, tạng diệu pháp, cũng như thắng luật là chỉ cho tạng luật. Một số vị học giả người ta đang nhận xét cái chỗ đó. Tuy nhiên ở đây trong chú giải có giải thích cái chữ Aphithamme Vinayeti Aphithamma Pitake Chì quá Vinaya Pitake Chá Pali Vasena Chì quá Athakatha Vasena Chất Yogo Karaniyo. Tức là ở đây cái chữ thắng pháp, thắng luật, thắng pháp là để chỉ cho Aphithamma Pitaka là tạng thắng pháp hay là tạng vi diệu pháp, và tăng luật Vinaya Pitaka bao gồm cả Pali và chú giải. Pali ở đây là gốc chánh tạng và chú giải. Pali Vasena Chê Vá Atthakatha Vasena Chát vừa là chánh tạng và vừa là chú giải. Thì ở trong chú giải bài kinh này là nói rõ như vậy được, nói rõ như vậy. Nhưng mà ở đây còn nói thêm rằng là sappantime de na hibarche de na aphithamme dukkha tika matika hi satthim tham ma ha đa giới quy phần gần quy na là quá tật tí. Thì ở đây trong chú giải là nếu mà phân tích ra đó, phân tích cặn kẽ thì thắng pháp ở đây là phân tích là pháp tâm, tâm mắt hát đa giác ở trong quý phần gác, quý phần gác. Với các cái đầu đề nhị, đầu đề tam, đầu đề nhị, đầu đề tam thì ở đây thưa quý vị, về thắng luật thì chúng ta chỉ có mỗi một ý nghĩa, cho nên chúng ta dễ hiểu rồi.
chữ còn chữ thắng pháp á, thì ở đây chúng ta hiểu trong hai nghĩa giống với tâm á. Ở đây chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Một là nếu nói theo chú giải thì thắng pháp ở đây tức là thắng pháp tạng, ví dụ pháp tạng. Và ví dụ pháp tạng ở đây là đối đến đồ địa nhị, đồ địa tam. Còn nghĩa thứ hai đó là chữ thắng pháp trong trường hợp này, nếu mà chúng ta nói theo cái cách đối xứng thì hệ luật của Đức Giác mà được gọi là thắng luật, tức là chỉ luật của Đức Phật là chế định là luật đặc biệt, luật thù thắng, luật vi diệu, thì cái chữ thâm mô ở trong câu một câu chữ thâm mô đó là pháp đặc biệt, là pháp thù thắng, pháp phi diệu. Cho nên chúng ta xài trong cái nghĩa đó thì xem ra nó có tính thuyết phục hơn là cái chữ thâm mắt ở phía thâm mắt tất cả. Bởi vì nếu ở đây là một trong những pháp, trong những cái đức tính của một vị tỳ kheo sống ở rừng, ở trong đó vị đó phải thành tựu, phải học cho thông suốt về thắng pháp thắng luật, phải học tập thắng pháp thắng luật, thì ở đây tất cả những gì mà Đức Thế Tôn mà dạy ngoài ra luật tạng, thì tất cả những gì Đức Phật dạy gồm ở trong vi diệu pháp và ở trong kinh điển, ở trong tạng kinh và tạng vi diệu pháp, thì tất cả những điều đó vị tỳ kheo phải học. Và cái điều này nó cũng có một cái đặc biệt là ở trong bộ luật, trong bộ Parivara, khi mà nói đến cái tiêu chuẩn của một vị tỳ kheo mà gọi là xứng đáng để là Upacaya, tức là làm thầy tế độ cho người khác, thì trong đó vị này phải biết về thắng pháp như là Citta, Cetasika, Rupa, Nipana, tức là phải biết bốn pháp chân đế rõ ràng như vậy. Cho nên xem ra chúng ta thấy rằng nếu mà nói theo ý nghĩa thắng pháp ở đây là tạng vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái điểm đặc thù của vi diệu pháp, của thắng pháp, để giúp cho vị tỳ kheo sẽ có một cái tri kiến chân chính, không có nhầm lẫn khi mà vị ở rừng ở núi tu tập. Nếu mà không có biết được thắng pháp ở phía thông bát về quẩn, về xứ, về giới, về đế, về danh sắc, tâm tâm sở sắc pháp, thời như vậy do sống ở rừng có nhiều cái nỗi sợ hãi, có nhiều cái sự đe dọa nguy hiểm, khiến cho những vị đó lại khởi lên một cái thêm nặng về cái đời sống tâm linh, để làm cái điểm tựa, là cái chỗ nương tựa tinh thần, thì vị này sinh ra cái trường hợp là tụng kinh như là trì chú vậy đó, để nhờ cái quy quay lực đó mà trấn áp được ma quỷ, hay là làm cho vị đó không có sự kính sợ. Và nếu như vậy thì những vị sống ở rừng ở núi thời gian sau là những vị đó
có tính cách thần quyền, sống theo tính cách thần quyền. Vì vậy cho nên ở đây là phải hiểu về thân pháp Abhidhamma. Cái nào cũng có cái lý, thưa quý vị. Như mà chúng ta là người trí á, thì chúng ta nên thọ trì cả hai, thọ trì cả hai trường hợp. Nhưng mà cái trường hợp đặc biệt á, nếu mà nói thắng pháp là bao gồm luôn cả tạng kinh và tạng diệu pháp á, thì như vậy ít có người thật sự họ thông suốt về thắng pháp, họ học tập về thắng pháp. Mà phần lớn bây giờ các vị tu sĩ, các vị tỳ kheo là các vị đó chỉ nghiêng nặng về kinh tạng, nhưng mà vị đó không có chịu đào sâu vào thắng pháp tạng. Bởi vì nếu mà đào sâu về thắng pháp tạng thì vị này một là khó học, khó hiểu, khó nhớ. Thứ hai nữa là vị này không có thích suy luận, không có thích thẩm nghiệm giáo pháp. Rồi lại nữa là không có cái gì để trì tụng, để cho có cái sự linh ứng, linh thiêng. Cho nên người ta phần lớn là người ta trì tạng kinh thôi, còn cái tạng thắng pháp Abhidhamma thì người ta bỏ qua. Dần dần giáo pháp đã bị biến mất. Do vậy ở đây chúng ta cần phải, nếu mà chúng ta ở bất cứ ở đâu, làng mạc hay thành phố hay là ở nơi rừng, nơi núi, thì chúng ta là người thông hiểu được danh sắc, ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập phật giới. Rồi chúng ta hiểu được bốn đế, hiểu được 12 cái duyên y tương sinh. Thì như vậy đó, vị tỳ kheo đó mới thật sự là có cốt lõi của pháp. Còn nếu như vị này bỏ qua thắng pháp Abhidhamma Pitaka, mà vị này chỉ là ngồi thiền, hoặc là vị này chỉ tụng ế a một vài bài kinh, như bài kinh Karani Mittasta hay kinh Jani, để mà đọc tụng cho có cái quy lực, chỉ vậy thôi, thì vị này thật sự không có chiều sâu về, về nội điển. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Còn cái lúc đầu mà tôi giải thích là cái chữ thắng pháp, mà nếu đem đối chiếu, đem so sánh với thắng luật, thì cả hai từ này, chữ thâm mát với thế giác, thêm cái tiếp từ ngữ áp phí để làm cho, để rồi cho ý nghĩa, có nghĩa là chúng ta trân quý, trân trọng, chúng ta đề cao về giáo pháp của Đức Phật. Nhiều đó đề cao về giáo lý Đức Phật, như mà ở đây cái ý nghĩa thứ hai theo ở trong Atthakatha chú giải giải thích thì cũng có một điểm hay, chứ không phải là không hay. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thường tỏ giác đáng như vậy. Nam mô thay ạ. Sa thú kính trưng chư tòa thầy siêu. Mà chư tòa thầy siêu, nhưng thường tỏ đang khỏe đó, chư tòa có thể chia sẻ với để chúng. Có nhiều khi chúng ta muốn tuyên xưng giáo pháp, chúng ta muốn chia sẻ giáo pháp, chúng ta thấy giáo pháp là hay đó, nhưng mà ở trong cách nói, trong cách sống của chúng ta, nó lại tạo nên cái phản cảm với người khác. Thí dụ sự công kích, sự miệt thị người khác chẳng hạn. Thì thường tỏ có nghĩ rằng những cái pháp mà tôn giả Xá Lợi Phất dạy ở tại đây cho những vị tỳ kheo sống ở trong rừng, cái pháp đó có thể áp dụng được cho tộc mà
chúng ta làm thế nào để tránh những cái phản cảm đối với người khác khi mà chúng ta muốn nói về giáo pháp không? Xin muốn được nghe một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này, cái tính thượng tọa. Kính bạch thưa tăng, kính thưa quý vị, thật sự thì có nhiều vị họ cũng muốn chia sẻ với người khác về hư vị của giáo pháp, hay là muốn đề cao về giáo pháp. Nhưng mà cách nói cũng như cách sống của vị ấy chỉ tạo nên sự phản cảm của người chung quanh thôi. Là lý do là vì vị đó không thật sự an trú tu pháp, không thật sự lãnh hội giáo pháp, vì không có thật sự an trú trong pháp và luật, cho nên nhìn cái bề ngoài của vị đó là sống không theo pháp, không theo luật, mà chỉ thấy là vị đó sống buông thả theo tà mạng ngoại đạo, chấp trì những cái tà kiến. Rồi khi mà vị đó nói pháp, nói luật, vị đó sẽ không có xoáy sâu vào trong pháp và luật của Đức Phật, mà vị đó nói là chỉ biết phê phán và công kích người khác cho hùng hồn, cho mạnh mẽ, cho chứng tỏ được rằng là mình hiểu pháp, hiểu luật. Nhưng mà thực tế cái lối sống của vị đó sẽ làm cho cái lời nói của vị đó bị nó trở thành phản cảm với người khác. Một cái nữa là vị đó không thật sự thông hiểu về pháp, về luật. Bởi vì nếu mà vị đó hiểu rõ về pháp, về luật của Đức Phật thì vị đó sẽ không có công kích người khác, không có đả phá người khác. Thí dụ như một vị mà đi chia sẻ cái hương vị của giáo pháp, tại sao vị đó không dám chia sẻ những cái đoạn kinh như thế này, những cái bài kinh như thế này cũng là kinh điển ở trong giáo lý, nhưng mà vị đó không dám chia sẻ cho người khác nghe cái bài kinh này? Bởi vì vị đó sống không biết công kích các bạn đồng phòng hạnh, vị đó không biết nhường chỗ ngồi cho các vị trưởng lão, vị đó tùy tiện đi vào nhà cư sĩ vị đó sống dao động, vị đó nhiều lời và nói những lời vô ích tạp nhạp, vì đó là người dễ dạy, là người khó dạy,
là người thân cận cho bạn ác, vân vân. Thì thử hỏi khi mà vị đó nói cho người khác nghe về pháp, về luật, thì vị đó sẽ nói như thế nào? Bởi vì vị đó không phải là người sống theo tinh thần pháp và luật như bài kinh hôm nay, thì vị đó sẽ nói theo cách làm như thế nào để gia dốt mình. Và như vậy thì người ta sẽ thấy nó có cái sự lố bịch, do vì vị đó không hiểu pháp và luật. Chính vì thế ở đây những lời dạy của tôn giả Sariputta là một hướng dẫn cụ thể để tránh cái sự phản cảm như vậy. Ở trong bài kinh này có nói đến mà, ở trong bài kinh này có nói đến cái chỗ đó. Vì khi mà những sự kiện mà tôn giả Sariputta đã giảng cho chư tỳ kheo nghe, đó là vị đó thuận tu thuận chứng, thì để cho người khác không lấy đó phủ nhận cái giá trị của đời sống tịnh cư trong rừng núi. Mà ở điểm này thưa quý vị, chúng ta thấy rất rõ hiện tại những vị mà họ sống dư luận đời sống đặc biệt, họ chứng tỏ rằng mình là có cái đời sống cao thượng, sống ở trên núi, sống ở trong rừng, sống thanh hạnh, không nhận tiền bạc v.v. Mình tu thì mình biết thôi, chứ mình cần gì phải tuyên bố ra công kích người khác. Thì như vậy những vị đó đã tháo động, đã nói những lời nói mà khiến cho người khác phản cảm, và thiên hạ họ sẽ cho rằng những vị đó sống là sống ở rừng núi, nhưng mà bây giờ nghe nói đến những vị sơn tăng hay những vị lâm tăng thì người ta có một cái ấn tượng không đẹp, là những để dốt nát, hay là những vị đó sống rất thụ động trong giáo pháp. Đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận số 2. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân thư tập thầy siêu. Thứ vị nhân những gì mà chư tổ thầy siêu vừa đề cập, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một vài điểm ở đây. Chúng ta nên học từ bài kinh này một điều rằng, nếu chúng ta tin rằng đạo của chúng ta tu, giáo pháp mà chúng ta theo đó là tốt, pháp môn mình hành trì là tốt rồi, thì bản thân mình phải thể hiện những điều đó, phải cho thấy được điều đó. Nếu chúng ta nói là giáo pháp là giáo pháp từ bi, mà cái ngôn ngữ và hành xử của chúng ta không có từ bi, chỉ là hận thù rồi, thì chúng ta phải nghi ngờ cách nói của mình. Rất là nhiều những đoạn ở trong kinh Đức Phật và các vị thánh đệ tử
nhắc nhở chúng ta về điểm này. Thời Đức Phật còn tại thế, có một ông Bà La Môn, ông đến ông giết bắn Mạ Lị Đức Phật, và ông nói rằng là ông Sa Môn Cồ Đàm, ông có biết rằng chỉ có Bà La Môn mới là thanh tịnh. Thì Đức Phật ngài ôn tồn đối với ông Bà La Môn đó rằng: Như Lai gọi những người sống bằng tâm từ hòa, không hận, không sân, chính là Bà La Môn. Thì điều đó có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt, thì tâm của chúng ta phải không hận thù. Còn nếu chúng ta nói bằng những lời sân si, miệt thị, tự tán khủy tha, khen mình, chê người, mà nói một cách rất là phiến diện, mà mình ca ngợi đạo mình tốt rồi, thì coi chừng. Vì vậy, thưa quý vị, đôi khi đó, trong lúc mà chúng ta học, chúng ta sinh hoạt đó, chúng ta cố gắng tránh, đừng có biệt thị người khác trên cái nhãn hiệu tông phái, trên nhãn hiệu của dân tộc. Cái thế giới chúng ta sống ngày nay, đôi khi mình coi cái sự kỳ thị, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, nó là một chuyện bình thường. Nhưng mà việc đó nó không có hợp với Phật pháp đâu. Giáo pháp của Đức Phật dành cho tất cả, không có phân biệt chủng tộc, màu da, người Việt, người Tàu, người Thái, người Miên, không có phân biệt là giai cấp nào. Ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu. Và cái tốt cái xấu nó nằm ở cái chỗ rất là then chốt đó. Đó là thân khẩu ý của chúng ta có tốt hay không. Nếu mà mình miệt thị niềm tin người khác được, thì người khác cũng miệt thị mình được. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở gần Hòa Thượng đó, ngài có nói một điều rằng: ở trong đời này sống á, mà gọi là vỗ ngực, xưng tên, vỗ ngực, ta đây, ta là thế này, ta là thế kia, thì ai làm cũng được hết. Chuyện nó vậy lắm. Tại vì cái thái độ ngạo mạn, cái thái độ miệt thị người khác đó, nó là cái bản năng thiếu giáo dục cũng có thể làm được. Nhưng mà để sống, để biết điều, để có tâm từ với người khác, để có hiểu biết, thì điều đó cần có sự trưởng thành, cần có sự tu tập, cần giáo dục. Chúng ta rất là dễ dàng để chửi người khác, vì chửi khác ai chửi cũng được hết. Thật ra thì một cái người không có giáo dục gì hết, không tu tập gì hết, thì cũng sẽ chửi người khác được. Nhưng một người có thể sống với người khác mà bằng sự nhẫn nại, bằng cái sự hài hòa, bằng cái tình thương vượt khỏi những cái ranh giới đó, thì người đó thật sự cần cái nội hàm, cần có sự tu tập. Do vậy, mình nói đạo mình tốt thì mình phải sống tốt đi. Mình nói đạo mình tốt thì tự tâm mình phải từ bi trước. Còn nếu mà mình nói đạo mình tốt nhưng mà mình sống đầy hệ giới sân hận đó, thì thật ra mình đang bôi trò rách rấu lên đạo của mình. Tại sao mình là sống với đạo từ bi mà không từ bi? Tại sao mình nói mình là sống với đạo trí tuệ mà mình không có trí tuệ? Tại sao quý vị thấy ngày nay rất có nhiều khi người ta binh vực chủ nghĩa của mình, binh vực đảng phái của mình, binh vực quan điểm của mình. Nhưng mà trong sự binh vực đó đó, nó chỉ tạo nên phản cảm. Bởi vì sao vậy? Người ta không thấy được rằng nếu chúng ta tuyên xưng điều tốt, nếu chúng ta cả ngợi điều tốt mà bản thân của chúng ta không tốt, thì quả thật là chúng ta đang sống theo cái kiểu mà tôi nói là treo đầu heo thịt chó. Chúng ta không làm tốt đâu. Rất là cẩn thận về những này. Vì vậy đó, nếu một người Phật tử mà có thật sự đọc kinh điển, dù là người đó là xuất gia hay cư sĩ, và nhất là những vị đi tu thiền. Có lần chúng tôi nghe một vị thiền sư căn dặn, khi mà cuối khóa thiền, ngài thiền sư đó là ngài Shilananda, một thiền sư người Miến Điện ở bên Mỹ, bây giờ ngài tịch rồi. Khi mà khóa thiền hoàn tất ở Delhi City, ở bên Bắc California, thì ngài có dặn tất cả thiền sinh rằng: khóa thiền đã kết thúc, chư vị hãy trở về nhà. Nhưng mà nếu muốn tiếp tục tu tập, đừng đem cái sự tu tập của mình
để tạo nên cái sự nóng nảy khó chịu cho những người trong gia đình, cho những người xung quanh mình. Và nếu các vị khoan hỷ với phương pháp hành thiền tứ niệm xứ đó, thì đừng lấy thiền tứ niệm xứ là một cái lợi khí miệng lưỡi để mà đả phá công kích người khác. Tại vì bằng kinh nghiệm của Ngài đó, thì Ngài đã thấy không biết bao nhiêu người đi tu tập ăn về, chê người này, đập đổ người kia. Những cái chuyện mà tự tán khủy tha, cái chuyện mà khen mình chê người là chuyện bình thường đó. Và Đức Phật nhắc chúng ta rất nhiều. Đức Phật nhắc chúng ta rất là nhiều. Một cái người tu Phật, một người học Phật Pháp, mà chuyện đầu tiên mà mình lấy cái chuyện học, chuyện tu mình để làm cái chuyện đánh bóng bản ngã, ca ngợi chính mình và chê người khác, phỉ báng người khác, mạ đi người khác là có vấn đề. Một nhà sư Phật giáo mà có ảnh hưởng lớn ở văn hóa Tây Phương, đó là Đức Dalai Lama của người Tây Tạng. Và thưa quý vị, có một người hỏi Ngài rằng, một người tu Phật có phải quy y Tam Bảo và có phải trở thành người Phật tử của tu Phật được không? Thì Ngài trả lời rằng, kỳ thật thì mỗi người đều có một cái văn hóa riêng, có một cái căn bản riêng. Và chúng ta phải đứng trên cái văn hóa của mình, căn bản của mình, để mình có thể thưởng thức, mình hiểu những cái nền văn hóa khác. Nếu các bạn là những người lớn trong xã hội Tây Phương, ở trong cái nền văn hóa của Kitô giáo, và các bạn không có căn bản Kitô giáo, thì đôi khi các bạn sẽ mất đi cái gốc của mình và biến mình Phật tử không phải Phật tử, mà Thiên Chúa phải là Thiên Chúa. Thưa quý vị, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta muốn hiểu cái văn hóa Mỹ, hiểu văn hóa của Trung Hoa, hiểu văn hóa Nhật Bản, hiểu văn hóa của Âu Châu, thì chúng ta phải có trình độ văn hóa Việt Nam. Nếu chúng ta không có cái trình độ văn hóa Việt Nam, thì chưa chắc là chúng ta đã thưởng thức được nền văn hóa Tây Phương. Có đôi khi chúng ta nửa nạt nửa mở. Thật sự mà nói đó, để có thể cảm nhận sâu sắc nền văn hóa nước khác, thì chúng ta cần có căn bản văn hóa của chính mình. Vì vậy, cái chuyện mà khen mình, chê người, Đức Lai Lama Ngài không đồng ý. Ngài không tán thán cái việc đó. Và đó cũng là một thí dụ rất là đẹp. Đẹp lắm, bởi vì sao vậy? Tại vì Ngài khuyên những người Tây Phương đừng bỏ cái cội nguồn của mình. Chúng ta đọc qua trong Trung Bộ Kinh, bài Kinh Upali. Thật ra chúng ta đã đọc, đã học qua mấy lần trước. Upali xin quy y Đức Phật. Và Đức Phật Ngài có nhắn nhủ là từ lâu Upali là giếng nước lợ mương cho các giáo sĩ đi ganh thác, thì từ nay hãy tiếp tục cho như vậy, đừng cắt ngang. Đó là Đức Phật dạy. Chúng ta có một chuyện mà rất là sai lầm ở trong cuộc sống, đó là chúng ta học theo Đức Phật, chúng ta tin Đức Phật, nhưng mà chúng ta không làm theo như Đức Phật dạy. Chúng ta chỉ học Phật để chúng ta ca ngợi Đức Phật. Ồ, Đức Phật hay quá, Đức Phật vĩ đại quá. Nhưng mà cái hay quá, cái vĩ đại nó không thấm vào trong tim, trong óc, không thấm vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự giỏi, nếu chúng ta thật sự hay, thì thật sự chúng ta sẽ biết sống như là Đức Phật dạy. Đức Phật dạy không dạy chúng ta vỗ ngực xưng tên, Đức Phật dạy không dạy chúng ta tự tán quỷ tha, không dạy chúng ta miệt thị người khác. Thậm chí thưa quý vị, Đức Phật hình ảnh ra một cái người hoàn toàn giải thoát giống như Chu Bệ, không có tranh luận với đời, không có hơn thua với đời, không có đòi hỏi là mình phải thắng người khác, mình phải hơn người khác. Tại cái ý niệm về thắng bại, ý niệm hơn thua đó, nó phải nằm trong ý niệm người Phật tử. Chúng ta thấy thỉnh thoảng có đôi khi có những người rất có lòng, nhưng mà đã phá các tông phái khác, đã phá các tôn giáo khác, và đã phá một cách mạnh mẽ. Thật sự thì ở trên đời này đó, nếu mà để công kích đó, thì có trăm ngàn thứ để mình công kích. Mình có nhiều chuyện để công kích lắm. Nhưng mà đặt câu hỏi ra rằng, mình công kích như vậy được cái gì? Bây giờ thí dụ chúng tôi đang ngồi nói chuyện với Chư Tăng và Phật tử đây,
chúng tôi chửi bới, chúng tôi mạ bị một tôn giáo khác, một tôn phái khác, thì những tôn giáo khác, tôn phái khác đâu ảnh hưởng gì đâu. Mà là quý vị nghe, chư tăng nghe, tại sao chúng ta không dành thời giờ đó, chúng ta làm chuyện tốt hơn, hơn là chúng ta đi mạ bị người khác. Vì vậy khi mà nếu chúng ta thật sự cảm nhận giáo pháp Đức Phật cao siêu mầu nhiệm bằng tất cả sự chân thật của chính mình, thì chúng ta hãy cùng nhau học, cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau thực hành. Đức Phật dạy chúng ta vậy, chứ Ngài không dạy chúng ta là lấy lời của Ngài để làm một cái lợi khí đem đi đánh đấm với người khác. Đức Phật không dạy chúng ta vậy đâu. Bản thân của Đức Phật Ngài cũng đã từng nhắc rằng thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không tranh luận với thế gian. Tranh luận không được gì hết. Bây giờ chúng ta nhìn ở chung quanh đi, và giữa cái thời buổi bây giờ, hằng bao nhiêu lời qua tiếng lại, binh bên này, binh bên kia. Thật ra nói cho cùng nó không nhầm chỗ nào hết. Chúng tôi không nhầm chỗ nào hết, đó là nếu á, thì ta đã không cần phải đả kích người khác. Những ai mà để chứng tỏ mình tốt, người đó có vấn đề. Chúng tôi tin như vậy. Rất là nhiều người tin rằng cái sự bôi nhọ người khác, cái chuyện hạ bệ người khác, chuyện đả phá người khác là để chứng tỏ là mình cao siêu. Không có đâu. Không có. Con người chỉ tốt khi là mình sống tốt thôi. Chứ con người mà chê bai người khác để mình thấy rằng mình tốt, không có tốt đâu. Thật ra mình tự gạt chính mình. Mình tự gạt chính mình, bởi vì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên, khi Ngài nghe Tôn giả Sanh Phất đề cập đến điều này, thì chúng tôi phải thưa quý vị rằng vì quý Phật tử không có sống trong chùa và không có sống gần ở những vị đi trong rừng á, thì quý vị không có thấm thía về học này. Vị nào đã từng sống trong chùa, sống trong vườn rừng, thí dụ như sống trong chùa Ngại Chanh Cha chẳng hạn, chúng tôi biết là những vị tu ở trong rừng, chúng tôi không phải nói tất cả, nhưng mà có một số nhỏ mình ở trong rừng được, đi đầu đà được, tự nhiên mình trở về với chư tăng sống ở trong làng, ở thành phố, mình hay chỉ trích, hay chê, à vị này làm cái này sai, làm cái kia trật, làm cái này là không tu, làm cái kia không tu. Và nếu chúng ta ở gần những vị trưởng lão như Ngài Chanh Cha, Ngài Mahanbua, Ngài Mahasi, các ngài luôn luôn nhắc là tu tốt thì cứ tu, nhưng mà đừng làm được một chuyện tốt mà đem cái chuyện đó làm lý do để chê bai người khác. Ngay cả chúng tôi ở Mỹ, thưa quý vị, ở đây chúng tôi phải thưa quý vị là có một số các vị qua đây đi giảng thuyết chỗ này, giảng thuyết chỗ kia, có đệ tử cúng dường, rồi các vị nói lên những lời kỳ, những cái lời coi thường miệt thị các vị trụ trì. Các vị nói các vị trụ trì á, những người làm trụ trì là những người không có trình độ mới làm trụ trì. Những người trụ trì chỉ biết có nhóm Phật tử mình trụ trì. Những người trụ trì là dễ làm tội, không phải đi hoàn pháp rộng rãi như các vị pháp sư. Nhưng mà thật ra không có các vị trụ trì thì ai giữ chùa? Thật ra chúng ta làm pháp sư hay là chúng ta đi tu thiền hay chúng ta làm thiền sư, chuyện đó không có sai. Muốn làm pháp sư cứ làm pháp sư, muốn làm trụ trì muốn thí lời làm trụ trì, muốn làm thiền sư cứ làm thiền sư, muốn đi hành thiền cứ đi hành thiền. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái việc đó đó để làm một cái chuyện tự tán quỷ tha đó, nó có vấn đề. Chúng ta để ý là một cái bệnh rất là thường có, rất là sâu xa mà Đức Phật thường nhắc ở trong nhiều bài kinh, nếu chúng ta đọc kỹ lại, đó là khen mình chê người, tự tán quỷ tha. Mình tu á, mà nổi cái chuyện mà mình đánh cái khẩu nghiệp, mình không bị người khác, thật ra nó cũng là một cái kết quả tốt. Mình càng tu á, mình càng biết cái giá trị của người khác, mình biết cái giá trị của sự ôn hòa, mình biết tôn trọng người khác, mình biết bớt cái bản ngã mình xuống, thì như vậy là mình cũng hưởng được cái hương vị của chánh pháp. Đức Phật không dạy chúng ta vỗ ngực sinh tên đâu. Đức Phật Ngài không dạy chúng ta manh động. Đức Phật Ngài dạy không dạy chúng ta khoác lác, không dạy chúng ta bôi bát người khác, không có. Đức Phật không dạy như vậy. Và cả đệ tử của Đức Phật, chúng ta đọc những cái bài kệ này, và chúng ta nên luôn tự nhắc rằng nếu đạo của mình tốt, thật sự tốt,
thì mình phải sống cho tốt. Và nếu mình muốn sống cho tốt thì thân hiện thiện, khẩu hiện thiện, ý hiện thiện. Nếu thân hành mình không hiện thiện, khẩu hành mình không hiện thiện, ý hành không hiện thiện, thì mình nói đạo mình tốt thì mình nên nghi ngờ, mình nên đặt câu hỏi, tại vì mình có vấn đề. Do vậy ở trong cái thế giới mà chúng ta sống ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng do cái phương tiện truyền thông dễ dàng mà bây giờ cái thứ gì nó tạo nên một cái hiện tượng là khi một người đưa cái gì lên trên mạng, liên mạng xã hội đó, mà có nhiều người thích, thì người ta rất thích thú, gọi là câu like. Câu like tức là làm sao cho người ta thích. Mà chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, người ta có câu nói là làm báo, nói láo ăn tiền. Tại vì mình nói cái gì nói thật, mình nói nhẹ nhàng, không hấp dẫn đâu. Phải nói láo, người ta nghe mới hấp dẫn, gọi là tin giật gân. Bây giờ cái chuyện câu like ở trên các mạng xã hội giống như vậy. Và chúng tôi biết rất nhiều người, họ không thực sự tin như vậy, họ không thực sự biết như vậy. Nhưng mà họ tối ngày họ cứ lên chửi người này, đả người kia. Thì bây giờ, chúng tôi lấy ví dụ là có ông Nguyễn Văn A, mà ông đó có nhiều người ghét. Mình lên, mình xuống dòng chửi ông đó. Thì khi mình chửi với những người theo ghét Nguyễn Văn A, họ sẽ vô họ coi. Họ coi mình. Thì chỉ cần mình đưa ra những tin giật gân là mình câu like dễ dàng. Và những người này biến những người đọc, những người follower, những người đi theo họ đó là nạn nhân. Và những người mà là gọi là nạn nhân đó, họ cũng bị chính những YouTuber đầu độc. Cái đó chúng ta gọi là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Mình hại nhau thôi. Mình đầu độc người khác được thì người khác cũng đầu độc mình được. Vì vậy, một cái yếu tính trong sự tu tập của Phật giáo đó là có khả năng nhìn lại, có khả năng nhìn lại chính mình. Mình sống có tốt không? Mình sống có đủ tâm từ không? Mình có thể sống vượt qua những cái tranh những hận thù. Mình có hả hê khi mà mình chửi bới người khác không? Mình nói xin lỗi khi mình tu Phật Pháp mà mình mạ lị mạt sắc khác mà trong lòng hả hê đó. Thật sự cái đó rất là phi Phật Pháp. Nó có gì Phật Pháp trong việc đó. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng lắm. Mình mong cho người khác được an lạc chứ mình mong người khác khổ. Không có ai mong cho người khác đau khổ mà đó là từ bi đâu. Không có ai mà hả hê khi mình chửi người khác mà cái đó là tu đâu, không có. Hoàn toàn không có. Nếu chúng ta thực sự nghĩ rằng đạo của mình tốt, tông phái của mình tốt, pháp môn của mình tốt, cái pháp thiền mình tu mình tốt, thì cái tốt đó phải đủ khả năng chuyển hóa chính chúng ta. Còn nếu mình tốt á, cái chuyện dương cờ giống trống chỉ là cái chuyện mình mạ liệt, mình đem cái chuyện đến chê người khác thì chuyện đó dễ lắm, rất dễ. Chúng tôi nói ngày Hòa Thượng ngày từng nói rằng sống trong một đời mà để vốn được xưng tên, để ta đi, để biệt thị người khác dễ lắm. Một người họ vẫn có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà nếu sống mà có an hòa, có sự ẩn nhẫn, có sự từ tâm, chỉ thực sự cần đến sự tu tập. Và trong xuyên suốt trong giáo pháp của Đức Phật, tại sao Đức Phật Ngài nhắc, có khi Ngài nhắc rất là mạnh. Ngài nói rằng dù có một người cưa tay cưa chân mình mà mình khởi tâm hận thù, thì người đó chưa thực hành lời dạy của Đức Phật. Tại Đức Phật Ngài không có, Ngài không có xem cái chuyện hận thù đó là quan trọng. Có một hình ảnh mà năm 2001, cách đây 20 năm, lúc đó những người cực đoan ở tại Afghanistan, chứ là những chính quyền của Taliban, quyết định là dùng chất nổ để phá hai cái tượng Phật ở Bamiyan. Và cái chuyện đó chấn động cả thế giới Phật giáo, nhưng không phải Phật giáo, từ Tokyo sang bên châu Paris, sang bên Mỹ, sang bên Úc, nhiều người họ lên tiếng. Người Phật tử từ Thái Lan, Tích Lan, Nhật Bản chỉ năn nỉ. Thậm chí người Nhật Bản, Tích Lan còn đề nghị rằng bỏ tiền ra cắt cái pho tượng đó đem về đừng phá, tại vì đó là một cái di sản Phật giáo rất là quan trọng. Nhưng những người cùng tính Taiwan họ cùng tính lắm, họ vẫn phá. Nhưng một điều mà chúng tôi nghĩ là rất là đẹp,
là khi những người Taliban họ bắn phá cái tượng Phật Bamiyan rồi, sau khi mà tượng Phật đã sụp đổ tan nát rồi, chúng tôi không nghe một người Phật tử nào ôm bom vào trong các giáo đường Hồi giáo để đánh phá, không nghe người Phật tử Phật giáo nào lấy súng bắn vào những người Hồi giáo, không nghe những người Phật tử nào hăm dọa những người Hồi giáo trên thế giới này. Tại vì chúng ta là con Phật. Tại vì chúng ta là con Phật. Đức Phật không dạy chúng ta điều đó. Nếu chúng ta tự hào mình là con Phật thì mình hãy tu như vậy đi. Mà quả thật, ngày hôm nay trên thế giới mà những ai nhân danh Đức Phật để làm khổ người khác vì bất cứ lý do gì thì không ăn nhầm vào đâu hết. Không, không thể nói là mình làm việc cái gì Phật Pháp. Phật Pháp chưa bao giờ và có ghi một câu nào là chúng ta nên việc thị, nên mạ lị, nên làm khổ người khác. Và có một điều rất là đơn giản là nếu chúng ta đi ngủ mà chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được an lành, mà sự mong mỏi rất là chân thành, thì Đức Phật Ngài dạy, ở đây không phải là lời chúng tôi nói ra, mà lời Đức Phật dạy. Quý vị đọc lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh này, các tỳ kheo, nếu trong một khẩy móng tay mà các con phát khởi tâm từ với vô lượng chúng sanh, thì Như Lai gọi rằng có vô vàn những lợi ích, có vô vàn những lợi lạc trong đời sống. Một cái tích tắc, một giây phút thôi, mà thật sự chúng ta trải lòng ra mong cho muôn loài chúng sinh, dù là noãn thai thấp quá, dù là xa gần, dù là thân sơ, dù là thân thù, tất cả đều được an lạc. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta được vô lượng an lạc. Vì vậy chúng ta cần luôn luôn nhắc rằng nếu đạo chúng ta tốt thì đạo đó phải chuyển hóa được chúng ta. Mà đạo đó chuyển hóa được chúng ta có nghĩa là chúng ta sinh ra đời sống bằng bản năng. Ở trong cái sự vô thiếu giáo dục đó thì chúng ta sân si thù hận, sống bằng bản ngã, sống bằng tự cao tự đại. Nhưng mà khi mà chúng ta được sống nhiều giáo pháp, được tu tập rồi đó, thì chúng ta phải tốt hơn, bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn, tham nhẫn hơn. Và chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấm thía được bài kinh này. Khi Tôn Giả Xá Lợi Phất Ngài nhắn nhủ rằng một vị sống trong rừng, đừng để cái hành vi, lời nói, cuộc sống của mình làm cho người khác đánh giá rằng ô vị đã sống trong rừng mà nói tốt gì đâu, còn thua những vị sống ông làng nữa. Mà chuyện đó chúng ta thấy chúng ta xin chư sinh hoạt hôm nay của Rama kính riêng chư Tăng đã vào rung để thuyết giảng đành lễ quý này. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nguyễn Thông. Con xin được thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hộ mốc đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý vị chủ nhiệm Ops, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất, mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Gia. Bây giờ kính mời cô Nhật Quỳnh hay cô Lâm nhận việc để kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Namakaya 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 nam
Thank you.
Dạ, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Rồi cô, dạ xong rồi cô.